nhân nhân cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Quý cụ, quý bà, chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Ông trả lời, kìa, bạn con ở trong lều.
một đấng nói tiếp: độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, và Sarah bạn ông sẽ được một con trai. Đó là lời Chúa. Tin tưởng vào quyền năng và sự quan trọng của Thiên Chúa.
Giờ đây chúng ta xin dâng lên Ngài những lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin cho các phẩm chất đang phục vụ trong hội thánh luôn được sự khôn ngoan, trung thành phục vụ hội thánh theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để làm cho mọi người nên hoàn thiện trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho lời Chúa luôn là ánh sáng, là đường đi dẫn dắt mọi người đến gần Chúa, để sống làm nhân chứng đích thực cho tin mừng cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho các anh chị em đang phục vụ trong cộng đoàn và các hội đoàn luôn có lòng nhiệt thành và khiêm nhu, để việc phục vụ của họ có thể mang lại niềm tin, hy vọng, bác ái và tình yêu thương của Chúa trong mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn luôn sống theo lời Chúa, nhiệt thành phục vụ mọi người trong yêu thương và rộng rãi đóng góp xây dựng cộng đoàn, giáo xứ mỗi ngày phát triển hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân của cộng đoàn giáo xứ, cho các anh chị em đang đau yếu được ơn chữa lành. Xin cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em đã qua đời được sớm hưởng nước Chúa hằng sống, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin đón nhận ý nguyện chúng con dâng và xin ban cho chúng con được đẹp lòng Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.